thì sau khi trở lại, sau khi bóng đá trở lại, các đội bóng luôn được thay 5 cầu thủ một trận. Tuy nhiên chỉ được thay trong 3 lần. Hải Huy. Hải Huy đã phạm lỗi. Đó là một tình huống va chạm nguy hiểm. Pha va chạm giữa Hải Huy và Hoàng Lâm. Trong tình huống này thì Hoàng Lâm là người chủ động. Chúng ta xem một lần nữa. Hoàng Lâm là người chủ động, Hải Huy cố gắng phát huy kinh nghiệm. Và đã xảy ra một pha va chạm nguy hiểm với cả hai. Thang Quảng Ninh đến lúc này chưa thay người. Như vậy là bác sĩ của huấn luyện viên Tĩnh đã ra dấu thay người. Sự lo lắng của ông Phạm Thanh Hùng và ban huấn luyện của Thảo Ninh. Hải Huy mới trở lại sau chấn thương và bây giờ anh lại bị đau. Chủ tịch câu lạc bộ Thảo Ninh ông Phạm Thanh Hùng hiện nay cũng là trưởng ban bóng đá nữ của VFF. Ông Phạm Thanh Hùng là trưởng đoàn bóng đá nữ thi đấu tại SEA Games 30. Giải đấu mà đội nữ Việt Nam đã có được chủ tịch SEA Games lần thứ 6. Thời gian ở đây, những tình huống sơ cứu của đội Việt Nam đã làm tốt hơn trước rất nhiều. Trước đây thường hay có chuyện cáng được đưa vào và lập tức khiêng cầu thủ ra. Như thế sẽ rất nguy hiểm với những trường hợp cần có sự sơ cứu, cần để yên ở tại chỗ và sơ cứu sau đó mới lên cáng. Có lẽ là hai bên đều sẽ phải thay người. Phạm Minh Đức đang chứng tỏ tài thao lược của mình và cả sự quyết đoán nữa. Hải Huy rời sân, vào sân là Hai Long. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.